Chào mừng các bạn đến với kênh Hai Nhái Miền Tây. Xin các bạn ủng hộ kênh bằng một lượt đăng ký và bấm vào cái chuông thông báo để được thông báo những video tiếp theo của Hai Nhái Miền Tây. Cảm ơn các bạn. Rồi, hai, chào cả nhà, lại là Hai Nhái mình đây. Thì bữa nay Hai Nhái sẽ chia sẻ cho cả nhà mình một cái bài thuốc cực kỳ hay. Thì bây giờ nhìn cái cây này thì cả nhà mình cũng biết đây là cây gì rồi ha. Đây là cây cỏ mực nè cả nhà, đúng không? Thì cỏ mực á, nó có rất nhiều công dụng. Hầu như ở trên mạng hay là ở ngoài nhân gian cũng vậy, người ta có thể đắp đứt tai, đúng không? Đó, chữa sát trùng vết thương, thì có thể trị bệnh ung thư máu, đủ thứ chuyện hết á, đó, đủ thứ hết. Nhưng mà chưa ai làm cái cách này giống Hai Nhái Miền Tây nè. Thì bây giờ Hai Nhái Miền Tây nói cái này là siêu việt luôn nha cả nhà, trị cái bài thuốc này là rất là hay luôn nha. Biết cách làm chứ không phải là mình cứ chặt rồi mình đem nấu lên mà mình uống mà nó đạt đâu ha. Thì bữa nay Hai Nhái Miền Tây sẽ chia sẻ cho cả nhà một cái cách làm này để trị cái bệnh là đau bao tử. Thì đối với cái người mà đau bao tử thì cả nhà biết rồi, đau bao tử thì nó có rất nhiều cái loại là thuốc để mà trị. Thứ nhất á, là trị á, hả, là nghệ nè, nó nghệ ha. Rồi nói chung thì có nhiều lắm, như cây rau mương thì cũng trị. Nhưng mà thực chất ra những cái thứ đó Hai Nhái Miền Tây theo mà mình tham khảo và mình đi tìm hiểu những cái người bị ở ngoài á, thì họ nói là nó cũng lâu hết nó ha. Còn những cái người mà Hai Nhái Miền Tây chỉ thì lẹ lắm, hết rất là nhanh đó. Nhưng mà đơn giản, cũng không có tốn tiền tốn bạc gì mấy hết. Thì đối với cái bệnh bao tử nó dai dẳng lắm cả nhà ha. Lét bao tử rồi hả, là viêm đường ruột, viêm đại tràng, nó tùm lum hết trơn ha. Những cái người mà nhậu nhẹt đồ đó, uống bia rồi ha, phá bao tử à, rất là nguy hiểm. Thì bây giờ để vô vấn đề chính nè, thì cái cách để mà mình điều trị cái bệnh nè, mình ở tại nhà thì sáng sớm ở cả nhà ha, sáng sớm thì mình biết á, là nếu như mà mình ăn cơm mà mình ăn cơm trễ á thì nó lại không tiêu, rất là khó tiêu ha. Tối mình ngủ là sáng ngày là cái bụng mình nó còn đầy đầy, nó khó, rất là khó chịu. Bởi vậy là mình nên ăn cơm sớm, ăn cơm sớm rồi có thể là mình đi bộ ha, chút xíu thôi để vận động nhẹ, để cho nó kích thích hệ tiêu hóa mình, cho nó mau tiêu. Rồi tối là mình nói chung là không nên ăn nghiêm đó, những cái người mà bị bao tử ha. Nhưng mà cái này thì mình nên làm ở cái chỗ là mình nên uống một cốc nước ấm trước khi đi ngủ cả nhà ha. Rồi cái cách để trị cho lẹ hết nha, sáng sớm khi mà mình đánh răng rửa mặt đồ xong hết, xong rồi mình cũng vậy, mình vô mình khoa liền một cốc nước ấm mình uống ha. Để gì? Nó xúc được cái bao tử của mình. Tại vì qua một đêm cái bao tử của mình nó tiết ra, hả, là cái dịch axit trong dạ dày mình nó tiết ra rất là nhiều. Những cái người mà bị lét bao tử hay là bị bệnh gì bao tử đi, nó tóm lại là bệnh gì được bao tử, nếu như mà mình để cái hàm lượng axit đó quá cao rất là nguy hiểm cho bao tử của mình. Thì mình nên nó, hả, là uống một cốc nước nóng ha, nước ấm uống vô để cho nó pha ra, nó hòa loãng ra cái hả axit đó, để cho nó hạ hàm lượng axit ở trong bao tử của mình. Rồi nha, xong rồi bắt đầu mình ăn nhẹ, ăn cái gì đó ha. Thì tùy cả nhà. Đó. Còn cái cách để làm cái cây cỏ mực này. Thì bây giờ cỏ mực này cả nhà mình nên lấy cỏ mực tươi nha cả nhà ha, cỏ mực tươi. Xong rồi mình đem về mình đâm, lấy hết rễ nè, gốc rễ cây lấy hết, rửa sạch đâm. Là nếu như mà cái cây như vậy thì kiếm khoảng chừng 3 cây hoặc là 4 cây ha.
nói chung là nó hôi lắm, nó khó uống chết luôn. Cây này hay trái miền Tây uống rồi nó khó uống lắm, nó hôi hôi, nó khẳng khẳng rồi kỳ lắm, nó uống vô nó mặn mặn, nó có cái vị đất đất, nó không khó uống. Nước đen xì uống xong rồi cái răng cười ra nó đen thui luôn, giống mấy người mà ăn cầu mà xưa đó, nó đen cái lưỡi đen xì luôn. Uống này nè, nhưng mà nó hết bệnh cả nhà. Bây giờ mình kiếm khoảng chừng 4 cây như vậy ha, 4 cây như vậy mình đâm ra, rửa cho sạch, đâm nhuyễn nhừ ra. Xong rồi cả nhà bắt đầu là mật á, mật ong xịn của mình á cả nhà ha. Là mình chế mật ong xịn ra cái muỗng. Là cái muỗng mà cái muỗng ăn cơm mình á. Khoảng yếu yếu nửa muỗng thôi nha, chứ đừng có đầy quá. Yếu nửa muỗng. Bắt đầu mình chế vô. Chế vô hả là cái nước cái hả của cây cỏ mật này mà mình dắt đó ha, tươi. Xong rồi bắt đầu mình đánh đều lên ha, chế mật vô xong rồi đánh đều lên, đánh cho thiệt đều. Thì mình uống đây nè. Mình ăn cơm đừng có cho no quá, bệnh bao tử ăn cơm đừng cho no quá, vừa thôi. Xong rồi á, tầm khoảng chừng á là 1 tiếng đồng hồ sau ha, 1 tiếng cho đến tiếng rưỡi bắt đầu nó hạ bớt là cái lượng thức ăn ở trong bụng của mình rồi, ở trong bao tử rồi, bắt đầu mình đóng cái thằng này vô. Làm y răng hay nhái miền Tây đi, buổi sáng một cử, buổi chiều một cử, cứ canh dễ quánh. Trong vòng 1 tuần lễ là cả nhà hết thôi. Rất là tuyệt chiêu ha, cái bài thuốc này rất tuyệt đỉnh. Có rất nhiều anh chị em là đã trị hết rồi cả nhà, nhưng mà hầu như là hai nhái tham khảo thì chưa có ai làm cách này hết ha, chưa có ai làm cái cách giống như hai nhái miền Tây, chưa ai làm đó. Nhưng mà hai nhái miền Tây bảo đảm cả nhà mình bị xong rồi, cả nhà mình nếu như mà có xui rủi bị bệnh bao tử thì cả nhà mình nên làm nha, lép bao tử ha, viêm đại tràng rồi mình cũng uống được đó. Thì cái cây này nè, cái cây cỏ mực này nè, nó có công dụng sát trùng vết thương, mau lành vết thương ha, tụ huyết tương đó, rất là hay không. Mình nói đơn giản chứ giờ mà hai nhái miền Tây đọc cái tính dược của nó ra trời ôi thôi dốt, mà tiếng Anh nó dài dòng lắm đó. Thì rất là tốt cho bao tử của mình ha, những cái người nào bị lép bao tử uống rất là tốt, vô trọng nó đen xì tráng cái bao tử đen xì. rồi vậy thôi nha cả nhà, bữa nay hai nhái miền Tây mình chia sẻ một bài thuốc này vậy thôi, cả nhà mình nên dùng nha, nó rất là hay luôn đó. Rồi hai nhái miền Tây xin kết thúc video ở đây nha cả nhà, rồi hẹn cả nhà mình cái video lần sau hai nhái miền Tây sẽ ráng cố gắng tìm nữa, bóp lên nữa cho cả nhà mình. Rồi cả nhà mình xem được cái video hai nhái miền Tây thì cho hai nhái miền Tây là một lượt đăng ký kênh nha, ủng hộ cho hai nhái một lượt đăng ký kênh, rồi bật vào cái chuông thông báo để đón những cái video tiếp theo của hai nhái miền Tây bóp lên nha. Rồi bye bye cả nhà.